Trong xu thế phát triển của thời đại, các giải pháp làm sạch là một phần không thể tách rời trong quá trình hoạt động kinh doanh, sản xuất, thương mại, dịch vụ. Một môi trường làm việc sạch sẽ, thoáng mát sẽ giúp cho chúng ta thoải mái làm việc, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo. Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ làm sạch Minh Đức đã ra đời dựa trên nhu cầu đó, với sứ mệnh thâu tóm thị trường Việt Nam về dịch vụ làm sạch. Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ làm sạch Minh Đức do ông Trương Thanh Hải sáng lập vào ngày 26 tháng 10 năm 2009 theo giấy phép thành lập 01042260 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Công ty có trụ sở chính tại số nhà 67, tổ dân phố Liên Cơ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số lượng nhân viên của công ty từ chỗ chỉ hơn chục người khi thành lập. Đến nay, công ty đã có đội ngũ hàng trăm nhân viên làm sạch công nghiệp được đào tạo tại trung tâm đào tạo riêng của công ty theo những phương pháp đào tạo tiên tiến về các kỹ thuật làm sạch hiện đang được áp dụng tại các nước phát triển. Minh Đức không ngừng tuyển dụng và đào tạo thêm nhiều nhân viên nữa nhằm cung cấp cho thị trường những nhân viên chuyên nghiệp, dịch vụ tốt nhất. Hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực dịch vụ vệ sinh công nghiệp, vệ sinh hàng ngày, vệ sinh định kỳ, tổng vệ sinh cho các công ty, xí nghiệp, bệnh viện, trường học, nhà xưởng, chung cư, kho bãi, trung tâm thương mại, biệt thự, nhà ở, đáp ứng các công việc đánh sàn, hút bụi, lau trần, quét mạng nhện, vệ sinh sàn nhà, máy lạnh, quạt, đèn, lau kính, giặt bao ghế, thảm tấm, thảm sàn, vách ngăn, làm sạch vết bẩn ố cửa sổ, cửa phòng, cung cấp, chăm sóc cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ, tư vấn, thiết kế, thi công cảnh quan, tiểu cảnh khuôn viên, làm vườn. Công ty hoạt động tất cả các ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, bất kể không gian và thời gian, bất kể mọi tỉnh thành trong cả nước, với giá cả hợp lý nhất. Với phương châm làm việc uy tín, phục vụ tận tâm, Minh Đức cam kết mang đến trọn gói các dịch vụ tốt nhất, mang lại hiệu quả tối đa, chất lượng và dịch vụ chuyên nghiệp, chi phí cạnh tranh cho mọi đối tác. Để làm được điều đó, chúng tôi luôn nỗ lực, không ngừng đổi mới nhằm đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe trong thi công, thực hiện dịch vụ, tuân thủ nghiêm túc các yêu cầu, quy trình chung về vệ sinh để áp dụng mô hình quản lý vệ sinh mang tính khoa học, tiên tiến nhất. Vận dụng các kỹ thuật, công nghệ làm sạch của các nước phát triển, kết hợp với các kinh nghiệm qua các khóa học đào tạo và hướng dẫn của các chuyên gia làm sạch để hướng đến việc làm sạch luôn được thực hiện chất lượng nhất, đáp ứng mong muốn duy trì và bảo dưỡng cơ sở vật chất sạch sẽ, bền vững, kéo dài tuổi thọ của tòa nhà. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn sử dụng những trang thiết bị, máy móc, dụng cụ, hóa chất phục vụ cho công việc làm sạch đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, chính hãng, nhập khẩu với thương hiệu nổi tiếng tại Đức, Singapore, Italia, Hàn Quốc, Việt Nam. Trách nhiệm của chúng tôi là luôn thực hiện đúng các danh mục thỏa thuận, tuân thủ những yêu cầu, nội quy mà quý khách đề ra, thi công đảm bảo theo đúng thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt, như cung ứng nhân viên làm sạch chất lượng, luôn đảm bảo đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ làm sạch, bảo hộ lao động, an toàn, bảo hiểm cho công nhân, hóa chất làm sạch và bảo dưỡng, sử dụng máy móc, thiết bị và dụng cụ làm sạch chuyên dụng, phù hợp cho quá trình vệ sinh công nghiệp, cung cấp hóa chất làm sạch và bảo dưỡng hàng tháng để phục vụ cho quá trình làm sạch tại các khu vực thỏa thuận. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, chúng tôi cam kết sẽ gửi đầy đủ danh sách lý lịch trách ngang của toàn bộ nhân viên làm sạch cho quý khách hàng. Công ty luôn thành lập một bộ phận vệ sinh chuyên nghiệp để điều hành công việc làm sạch và vệ sinh hàng ngày, đảm bảo cung cấp nhân viên giám sát và công nhân vệ sinh đến để điều hành, giám sát, thực hiện công việc làm sạch hàng ngày cũng như những công việc vệ sinh định kỳ. Minh Đức chịu trách nhiệm giám sát, trực tiếp quản lý đào tạo nhân viên làm sạch của mình. Chắc chắn, đội ngũ công nhân viên chúng tôi ứng cử đem đến là đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao. Thế mạnh của chúng tôi không đâu khác là việc sở hữu một đội ngũ công nhân viên ưu tú được đào tạo thường xuyên. Công ty chúng tôi hoàn toàn tin tưởng sẽ đem lại sự hài lòng cho quý khách trong quá trình hợp tác. Bởi chúng tôi luôn đưa ra những nguyên tắc đối với nhân viên của mình. Mọi nhân viên luôn hiểu rõ vai trò, trách nhiệm công việc của mình. Mục đích của bộ phận vệ sinh là đảm bảo mức độ vệ sinh cao và bảo dưỡng toàn bộ tòa nhà của khách hàng trong tình trạng sáng sủa, vệ sinh và sạch sẽ. Luôn hoàn thành tốt các khu vực được giao, nhanh chóng, đúng tiến độ, ngăn nắp, gọn gàng. Trong quá trình làm việc, nhân viên sẽ mặc đồng phục theo yêu cầu, đeo thẻ ghi rõ tên, vai trò, số chứng minh nhân dân và ảnh. Mọi quy trình làm sạch sàn, hành lang, lối đi, thang máy, khu vệ sinh, bãi đậu xe đều thực hiện theo những quy định riêng. Nhân viên của chúng tôi đảm bảo thực hiện các bước kiểm tra, lựa chọn sử dụng vật dụng, hóa chất phù hợp, làm việc cẩn thận, kiểm tra lại một lần nữa trước khi bàn giao. Minh Đức tuân thủ những quy định và nguyên tắc riêng khi thực hiện công việc làm sạch,
thể hiện qua các yêu cầu riêng trong từng công đoạn thực hiện. Ngoài ra, đội ngũ giám sát của công ty chúng tôi luôn sẵn sàng trực tiếp lắng nghe, phân loại và giải quyết hàng ngày các đánh giá, phản ánh của khách hàng về chất lượng phục vụ, giám sát công việc đảm bảo chất lượng yêu cầu đề ra. Trong suốt quá trình làm việc, quý công ty, khách hàng có thể trực tiếp giám sát bất cứ lúc nào. Minh Đức sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xảy ra lỗi hoặc hoàn thành không đúng giao hẹn. Sự chuyên nghiệp của chúng tôi không chỉ đến từ tác phong làm việc nhanh chóng, thủ tục đơn giản, mà đó còn là sự đáp ứng trọn vẹn yêu cầu khắt khe trong công tác vệ sinh, phải đảm bảo sạch sẽ, ngăn nắp, độ thẩm mỹ trên các bề mặt nguyên liệu, thực hiện thu gom chất thải, rác sinh hoạt trong tòa nhà theo quy định. Chúng tôi luôn góp phần nâng cao ý thức của mọi người trong công việc giữ gìn môi trường trong sạch, kết hợp với các phòng ban của khách hàng để góp phần xây dựng nâng cao chất lượng phục vụ. Đến nay, công ty Minh Đức Hân Hạnh được phục vụ cho hàng nghìn gia đình, hàng chục dự án chung cư cao cấp, biệt thự liền kề và hàng trăm văn phòng công ty khác nhau trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành trên cả nước. Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel, Ngân hàng Quân đội, Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương, Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương, Học viện Hành chính, Công ty Bất động sản Viettel, Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, Trường Cao đẳng Y tế, Trường Cao đẳng Cộng đồng, Hệ thống Tập đoàn Tài chính Canada Manulife, Hệ thống Tập đoàn Tài chính của Nhật Daiichi Life, Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Vinclasera. Minh Đức hy vọng rằng với kinh nghiệm cũng như sự chuyên nghiệp trong mọi mặt của mình sẽ là địa chỉ tin cậy để quý khách lựa chọn sử dụng dịch vụ. Liên hệ hotline 0913 341 897 hoặc 0909 341 897 hoặc email cplamsachminhduc@gmail.com hoặc đến trực tiếp số nhà 67, tổ dân phố Liên Cơ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được tư vấn hỗ trợ miễn phí. Công ty Minh Đức, đỉnh cao chất lượng, thịnh vượng bền lâu.